Xin chào tất cả anh em. Trên tay mình hiện tại đang là chiếc iPhone và bên đây là chiếc kính thực tế ảo VR Cinecon G0E. Thì nếu như mà anh em nào đang quan tâm tới việc là kết hợp hai thiết bị này với nhau á, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng kính thực tế ảo cho iPhone ha. Thì nếu mà anh em quan tâm á, thì có thể là theo dõi hết video này. Bây giờ thì mời anh em cùng xem video. Thì dành cho những anh em nào chưa biết á, thì mình đã có làm một cái video hướng dẫn cho anh em cách sử dụng iPhone để mà xem phim cũng như là chơi game thực tế ảo rồi. Thì nếu mà anh em quan tâm á, thì anh em có thể là xem lại video đó, mình sẽ để trên này ha. Còn ở trong video này á, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể về cái việc là anh em kết hợp kính thực tế ảo với iPhone như thế nào ha. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng YouTube để mà mình làm cái ví dụ cho anh em ha. Thì anh em vào YouTube và anh em tìm giúp mình video VR 360. Sau đó thì mình sẽ chọn một cái video bất kỳ ha. Thì tiếp theo á, anh em sẽ phải vào cái phần ba chấm ở phía trên đầu và anh em chuyển giùm mình sang cái chất lượng hình ảnh cao nhất. Thì ở đây nó là chất lượng 2160 ha. Thì anh em chọn cái chất lượng cao nhất. Tiếp theo á, là anh em sẽ bấm vào cái biểu tượng kính thực tế ảo ha, để cho nó chuyển sang chế độ thực tế ảo. Thì khi mà anh em bấm vào á, thì nó sẽ chuyển sang chế độ hai màn hình như thế này. Và ở chính giữa cái màn hình đó, nó sẽ có một cái đường line chính giữa để mà anh em canh cái đường line này trùng với lại đường line của kính ha, để cho nó tạo cái góc nhìn chuẩn để tránh cái việc là anh em bị lệch khung hình ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ kết nối kính thực tế ảo với lại chiếc iPhone ha. Ở phía bên góc trái của cái kính thực tế ảo thì nó sẽ có cái jack 3.5, thì anh em sẽ sử dụng cái jack 3.5 này để mà kết hợp với lại cái chiếc iPhone của mình ha. Ok, thì mình sẽ kết nối thông qua cái jack 3.5 này. Thì các bạn có thể các bạn kết nối như thế này. Thì nếu như mà anh em đang sử dụng những cái dòng iPhone như iPhone 7 trở lên á, thì anh em cần phải có một cái jack chuyển đổi cái jack 3.5 này ha. Thì thường là những cái jack chuyển đổi đó nó sẽ được tặng kèm ở trong cái hộp iPhone, thì các bạn có thể các bạn kiểm tra lại cái hộp iPhone ha để mà sử dụng cái cáp chuyển đổi Lightning đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt vào. Thì các bạn cần lưu ý ha, thì các bạn cần phải đặt trùng cái đường line này với đường line của kính ha. Thì mình sẽ đặt vào ở vị trí trung tâm của cái kính. Ok, thì các bạn có thể các bạn xem nè, cái đường line của cái kính và đường line của cái video nó sẽ trùng với nhau. Và các bạn đặt vào như vậy. Rồi anh em đẩy cái cây kính lại ha. Thì tiếp theo á, là anh em sẽ điều chỉnh cái tiêu cự của cái ống kính. Thì ở trên này nó sẽ có cái hệ thống tiêu cự nè. Anh em sẽ có thể là xoay cái nút xoay để mà điều chỉnh cái khoảng cách ống kính với từng mắt của mình. Nhất là đối với các anh em đang bị cận lệch á, thì anh em cần phải điều chỉnh cái khoảng cách giữa của từng cái ống kính để cho nó phù hợp với lại mắt của mình ha. Là bên dưới á, nó sẽ có cái nút để mà anh em tương tác màn hình ha. Thì cái nút này sẽ dành cho cái việc là anh em tương tác với lại những cái video thực tế ảo hoặc là những cái game thực tế ảo mà cần tương tác á, thì anh em phải cần cái nút này để mà anh em tương tác. Ví dụ như là video thực tế ảo á, thì anh em có thể là các bạn muốn chuyển video hoặc là các bạn muốn tua nhanh video á, thì các bạn sẽ tương tác với lại cái nút này để mà nó tua qua cái video. Hoặc là khi mà các bạn chơi game thực tế ảo á, thì các bạn sẽ phải sử dụng nút này để mà các bạn tương tác với lại cái nhân vật trong game ha. Ví dụ như là các bạn bắn zombie hoặc là các bạn tương tác với lại những cái vật thể trong cái một cái game nào đó. Còn ở bên góc phải á, thì nó sẽ có cái hệ thống nút tăng giảm âm lượng ha, tăng giảm âm lượng và cái nút nhận cuộc gọi. Ví dụ như là anh em đang xem thực tế ảo và có cuộc gọi tới á, thì anh em có thể là ấn cái nút chính giữa để mà nhận luôn cuộc gọi đó ha, không cần phải gỡ cái điện thoại ra. Rồi, thì cái lưu ý cuối cùng á, là anh em khi mà anh em đeo kính nó vào á, thì anh em cần phải là điều chỉnh cái dây đai đeo đầu sao cho phù hợp với lại cái vòng đầu của mình ha. Thì cái việc điều chỉnh dây đai đeo đầu á, thì anh em sẽ di chuyển cái miếng dán phần đầu dây hỗ trợ phù hợp với lại cái kích thước vòng đầu của mình. Tiếp theo á, là anh em điều chỉnh cái tai phone làm sao mà cho nó phù hợp với lại cái vòng tay của mình ha, để tạo cảm giác thoải mái khi mà anh em sử dụng trong thời gian dài. Cảm ơn anh em đã xem những hướng dẫn của mình ha. Thì nếu mà anh em có bất kỳ thắc mắc nào á, thì anh em có thể để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ hỗ trợ trả lời anh em trong thời gian sớm nhất. Và anh em đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video ha. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.